Cho đến trước Copa America 2020, không ai nghĩ đến Messi trong cuộc đua giành quả bóng vàng năm nay. Tiền đạo người Argentina đã có một mùa giải không thành công ở Barcelona khi bị loại ngay tại vòng 1/8 Champions League, rồi chỉ xếp thứ 3 ở La Liga. Danh hiệu duy nhất của Messi với câu lạc bộ là Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi Messi giành chức vô địch Copa America cùng đội tuyển Argentina. Messi là ngôi sao lớn nhất của giải đấu, anh là vua phá lưới với 4 bàn thắng, ngoài ra còn có 5 đường kiến tạo thành bàn. Với Messi, Argentina đã lần đầu tiên vô địch Nam Mỹ sau 28 năm. Bây giờ, với chức vô địch Copa America và Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, Messi không hề kém danh hiệu so với những đối thủ khác. Tính trên phương diện cá nhân, Messi hoàn toàn vượt trội với các thống kê. Anh đã ghi 38 bàn thắng cho năm 2021, có 14 đường kiến tạo thành bàn. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới của Copa America. Ngoài ra, anh cũng là vua phá lưới tại La Liga. Trong khi đó, những đối thủ chính của Messi trong cuộc đua quả bóng vàng đều không mấy nổi bật. Tiền vệ N'Golo Kanté chơi rất xuất sắc ở Champions League nhưng lại bị loại sớm ở Euro 2020 với đội tuyển Pháp. Cristiano thì thất bại ở Serie A và Champions League với Juventus mà bị loại ngay tại vòng 1/8 Euro 2020. Người duy nhất có lẽ so sánh được với Messi là Jorginho khi cầu thủ này vô địch cả Champions League và Euro 2020. Tuy nhiên, vai trò của Jorginho ở Chelsea và Italy đều không quá nổi bật, không giống như Messi luôn là ngôi sao lớn nhất ở Barcelona và đội tuyển Argentina. Tất nhiên, việc Jorginho giành được hai danh hiệu quan trọng nhất trong năm cũng sẽ là một lợi thế. Nhưng lúc này, Messi vẫn sẽ là ứng cử viên lớn nhất trong cuộc đua quả bóng vàng năm nay.